Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay là một số nội dung chính. Công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về ứng phó bão số 9 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Những việc cần làm khi xảy ra lũ quét. Tiếp tục hỗ trợ đồng bào miền Trung sau lũ lụt. Bế mạc lớp tập huấn võ cổ truyền Việt Nam trong trường học. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phát biểu của bà Hà Thủy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về những khó khăn và giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ nông dân phát triển tầm bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân do ảnh hưởng của bão số 9 gây ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành công điện khẩn số 8717, nội dung cụ thể như sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban Chủ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy có thể xảy ra trên địa bàn. Đài khí tượng Thủy văn theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 9, phối hợp với cơ quan truyền thông kịp thời thông tin tình hình mưa lũ để bà con nhân dân biết. Các huyện thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện nghiêm túc trực ban 24/24 giờ trong thời điểm mưa bão để theo dõi nắm chắc tình hình, ảnh hưởng của thiên tai, kịp thời xử lý và ứng phó hiệu quả với các tình huống do thiên tai gây ra. Triển khai công tác bảo vệ nhà cửa, công trình, hồ đập, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, rà soát cây xanh trên các tuyến đường giao thông, trường học, khu dân cư, kịp thời hạ tỉa cây xanh đảm bảo an toàn mùa mưa bão. Đặt biển báo bố trí lực lượng, canh gác, hướng dẫn người dân qua lại các đoạn đường xung yếu, ngầm, tràn, bến đò ngang, đò dọc, tại các khu vực nguy hiểm. Tăng cường công tác thông tin dự báo kịp thời, cảnh báo nhanh chóng đến tận thôn, buôn người dân, để chính quyền cơ sở và nhân dân chủ động phòng tránh và ứng phó thiên tai. Ngành nông nghiệp chủ động kiểm tra các công trình hồ đập kênh mương, Sở Giao thông Vận tải kiểm tra các tuyến đường xung yếu, Sở Công Thương có phương án chủ động nguồn cung cấp lương thực thực phẩm thiết yếu cho nhân dân vùng lũ lụt. Công an, quân sự, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, sẵn sàng phối hợp với chính quyền, tổ chức cứu nạn cứu hộ, tham gia khắc phục hậu quả khi có sự cố xảy ra và đưa người dân đến nơi an toàn. Do ảnh hưởng của bão số 9, mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên là rất cao. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân những việc nên làm và không nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Sạt lở đất là hiện tượng đất bị sạt, trượt do tác động của mưa, lũ hoặc dòng chảy. Dấu hiệu của sạt lở đất như mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc không nên làm để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất. Không được đi qua và lại gần quanh khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Trước ảnh hưởng nguy hiểm của cơn bão số 9, Ban Chỉ đạo Trung ương đã khuyến cáo người dân một số việc cần làm khi xảy ra lũ quét đối với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ quét trên mọi phương tiện như TV, loa đài, Internet. Luôn đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, quan sát, ghi nhớ, chỉ dẫn cho các thành viên biết các vị trí an toàn có thể trú tránh, nhất là những vị trí cao. Chạy thật nhanh ra khỏi hướng dòng chảy lũ, bằng mọi cách thông tin cho các thành viên trong gia đình và những người xung quanh biết. Nếu phát hiện các đập tạm hoặc bọng nước xuất hiện trên thượng nguồn, cần báo ngay cho cơ quan chức năng. Những việc không được làm khi có lũ quét. Không được làm nhà, láng, trại ven sông suối, ven chân núi. Không được đánh cá, vớt củi, lội qua sông, suối khi đang có lũ quét. Không được đi qua các ngầm tràn khi đang có lũ quét. Không tự ý đắp bờ, đập ngăn tạm trên các khe suối.
Vừa qua, cũng để chủ động phòng tránh bão số 9 để đảm bảo an toàn cho học sinh trên địa bàn, toàn bộ học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong chiều 28 và ngày 29 tháng 10 để phòng tránh bão. Học sinh nghỉ học theo công văn hỏa tốc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Cùng với việc cho học sinh được nghỉ học tạm thời để đảm bảo an toàn, cũng tại công văn này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở giáo dục, sở lao động thương binh xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện thành phối hợp với các sở ban ngành liên quan tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp và nội dung yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại công điện số 8717 ngày 27 tháng 10 năm 2020. Tiếp theo là một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Đảng ủy phường 2 đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ đảng viên trên địa bàn phường. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020 tại hội trường tỉnh ủy với chủ đề tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, giữ vững quốc phòng, an ninh, tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước, cùng với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo. Qua 3 ngày làm việc, Đại hội cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với đảng, chính quyền, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, khơi dậy khát vọng và sức mạnh cộng đồng các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, tích cực chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đại hội cũng đã quyết định 4 khâu đột phá và chỉ đạo triển khai đầu tư các công trình trọng điểm, thảo luận dân chủ đề cử, lựa chọn 51 đồng chí bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Ban thường vụ tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, bầu đồng chí Trần Đức Quận giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy khóa 11, đồng chí Trần Văn Hiệp và đồng chí Trần Đình Văn bầu giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy, bầu Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Đặng Đức Hiệp được bầu giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Cùng chung tay với người dân cả nước hướng về những người dân miền Trung bị ảnh hưởng do mưa bão lũ lụt, vừa qua, Ủy ban nhân dân phường 2 đã kêu gọi toàn thể cán bộ công chức viên chức cùng các nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp, gây quỹ ủng hộ, giúp đỡ để người dân miền Trung phần nào vơi bớt khó khăn khi trải qua bão lũ. Trong ngày phát đó, quỹ tín dụng phường 2 15 triệu đồng, công đoàn phường 2 6.950.000 đồng. Các đại biểu dự hội nghị báo cáo kết quả đại hội đảng biểu tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, ủng hộ 2.050.000 đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, phường đã huy động được hơn 117 triệu đồng. Trong chiều ngày 27 và ngày 28 tháng 10, hàng chục xe chở hàng cứu trợ miền Trung tiếp tục xuất phát từ Bảo Lộc, đem theo tình cảm của bà con nhân dân thành phố Bảo Lộc đến với bà con nhân dân miền Trung ruột thịt, chia sẻ với bà con những khó khăn sau khi lũ về. Các xe và đoàn mang theo hơn hàng chục tấn hàng là những phần quà, bao gồm gạo, mì tôm, sữa, quần áo, sách vở, nước uống, rau, củ quả, các loại nhu yếu phẩm thiết yếu. Đợt này, bà con Bảo Lộc hỗ trợ cho các bà con tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Như thông tin chúng ta cập nhật qua các phương tiện truyền thông, những ngày qua, các tỉnh miền Trung liên tiếp hứng chịu những cơn bão, mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt nặng nề, đặc biệt các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh xảy ra mưa, bão, lũ lớn gây ngập lụt sâu, sạt lở đất trên diện rộng, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hướng về miền Trung ruột thịt, cùng với đảng, nhà nước và chính quyền các địa phương, nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc với tinh thần nhường cơm sẻ áo đã và đang có những hành động thiết thực ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, vượt qua khó khăn hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống. Hiện nhiều đội nhóm từ thiện trên địa bàn vẫn đang tiếp tục kêu gọi, quyên góp quần áo, lương thực, thực phẩm, nước uống để chở ra các tỉnh miền Trung cứu trợ đồng bào bị lũ lụt. Cùng với cả nước hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt, chiều ngày 28 tháng 10, Ban Liên lạc Cộng đồng họ Bùi tại thành phố Bảo Lộc đã tổ chức 3 chuyến xe chở lương thực thực phẩm, hàng hóa, xuất phát hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai lũ lụt tại Quảng Bình và Hà Tĩnh. Để có được số lương thực thực phẩm hàng hóa dồi dào nêu trên là thành quả công sức không biết mệt mỏi của các thành viên cộng đồng họ Bùi đang sinh sống làm việc tại thành phố Bảo Lộc. Vì dòng họ, vì đồng bào đang chịu nhiều khó khăn, thiếu thốn.
do ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hàng trăm thành viên cộng đồng họ Bùi đã kêu gọi huy động đóng góp quần áo, gạo, mì, sữa, đồ hộp, nước uống và một số nhu yếu phẩm cần thiết và tổ chức thành viên đi thu gom hàng hóa. Nhà văn hóa tổ dân phố 2 phường Lộc Phát và nhà của nhiều thành viên trở thành điểm tập kết thu gom hàng cứu trợ, sẵn sàng xuôi về miền Trung. Ngoài việc kêu gọi vận động tiếp nhận hàng cứu trợ, ban liên lạc cộng đồng họ Bùi còn cắt cử người tìm hiểu thông tin giao thông về miền Trung, đồng thời lên phương án phối hợp với ban liên lạc cộng đồng họ Bùi các tỉnh để cùng tổ chức thu nhận, vận chuyển hàng cứu trợ nhằm kịp thời đến tay đồng bào miền Trung. Những chuyến xe chan chứa nghĩa tình, không ngại thời tiết, nước lũ hiểm nguy đang vượt dặm đường xa để đưa nhu yếu phẩm và tấm lòng chia ngọt sẻ bùi cùng cộng đồng họ Bùi thành phố Bảo Lộc đến với đồng bào miền Trung ruột thịt. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, Công an thành phố Bảo Lộc đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền tới người dân thông qua các mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm hiện nay, Công an thành phố Bảo Lộc đã phối hợp cùng các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể, địa phương xây dựng được gần 50 mô hình phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn dân cư các xã phường. Trong đó có những mô hình về an ninh trật tự tiêu biểu như địa chỉ tin cậy, cánh cổng an ninh, giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội, đội xung kích an ninh và camera an ninh. Đặc biệt là mô hình camera an ninh đã thực hiện đồng bộ tại 11 xã phường với tổng cộng hơn 270 camera được lắp đặt, mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ các mô hình phòng chống tội phạm này đã giúp lực lượng công an điều tra khám phá hàng trăm vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự của địa phương được đảm bảo giữ vững. Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững và ổn định. Toàn thành phố xảy ra 87 vụ phạm pháp hình sự, án rất nghiêm trọng 7 vụ, làm một người chết, bị thương 12 người. Kết quả điều tra phá án chung đạt tỷ lệ 90%, án chung giảm 43 vụ, án rất nghiêm trọng không tăng. Cùng thời gian xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 4 người bị thương, so với cùng kỳ giảm 10 vụ. Thời gian tới, Công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra để phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn tội phạm trên đường phố, tập trung điều tra các băng nhóm, giải quyết các vụ trọng án, đảm bảo an toàn các mục tiêu trọng điểm. Lực lượng cảnh sát giao thông cần xử lý nặng các lỗi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự ở thành phố trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Trưa ngày 28 tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức bế mạc tập huấn, triển khai dạy võ cổ truyền trong các trường phổ thông trên địa bàn. Chương trình tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến 28 tháng 10 năm 2020. Theo đó, trên 200 học viên là các giáo viên thể dục hoặc tổng phụ trách các trường từ tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn các huyện thành phía Nam tỉnh Lâm Đồng đã dự chương trình tập huấn. Chương trình tập trung vào các nội dung giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển môn võ cổ truyền Việt Nam, phổ biến các văn bản pháp luật, các quy định của nhà nước về phát triển môn võ cổ truyền Việt Nam, hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển phong trào tập luyện môn võ cổ truyền cho thanh thiếu nhi và học sinh trong các trường phổ thông, hướng dẫn phương pháp huấn luyện và tổ chức thi đấu môn võ cổ truyền cho thanh thiếu nhi, học sinh trong các trường phổ thông, tập huấn 3 bài căn bản công pháp. Cũng tại đợt tập huấn này, học viên đã tìm hiểu và thực hành 3 bài võ cổ truyền căn bản công pháp. Các bài tập này do Liên đoàn Võ Cổ thuật tỉnh Lâm Đồng triển khai hướng dẫn, trong đó cấp tiểu học tập luyện bài công pháp số 1 với 27 động tác, bậc trung học cơ sở tập bài công pháp số 2 với 36 động tác và bài Ngọc Trảng Quyền. Bậc học trung học phổ thông tập bài công pháp số 3 với 45 động tác cùng bài Lão Mai Quyền. Sau khi tập huấn sẽ tổ chức giảng dạy trong các trường học. Được biết, việc đưa môn võ cổ truyền Việt Nam vào giảng dạy trong các trường phổ thông là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và góp phần thực hiện hiệu quả đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Thưa quý vị và các bạn, tại diễn đàn khuyến nông A+ nông nghiệp với chủ đề Phát triển nuôi tầm bền vững theo hướng xuất khẩu do Trung tâm khuyến nông quốc gia tổ chức tại thành phố Bảo Lộc vừa qua. Khi được hỏi về những khó khăn hiện nay của ngành chăn nuôi tầm trong cả nước, cũng như các giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ nông dân phát triển tầm bền vững theo hướng xuất khẩu, bà Hà Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia cho biết.
Thực ra ngành trồng dâu nuôi tầm đã có cái truyền thống từ lâu rồi ở nước ta. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì cũng có một số những cái khó khăn gặp phải. Một là vấn đề về trồng dâu, thì hiện nay thì một số vùng đó cũng chưa quy hoạch được về trồng dâu mà hầu như là cũng chưa trồng sen canh. Thì vậy mà làm cái công tác triển khai cái một số cái giống mới về vấn đề trồng dâu, giống vấn đề canh tác, thu hái cũng như là một số các liên quan vấn đề dịch bệnh trên cây dâu cũng là ảnh hưởng đến bà con nông dân. Cái thứ hai nữa là về vấn đề nuôi tầm, thì hiện nay công tác giống tầm là một vấn đề rất là khó khăn với bà con nông dân chúng ta hiện nay. Hầu như là cái giống hiện nay thì cũng chưa chủ động được nguồn giống, mà nên là cũng gây khó khăn. Cái thứ hai nữa là vấn đề trong quá trình nuôi thì cái khâu mà nuôi tầm từ cái giai đoạn 1 cho đến 3, giai đoạn 3 thì là vẫn gặp cái khó khăn do vấn đề phải có những cái kỹ thuật về nuôi tầm, rồi vấn đề là khai thác các kén hiện nay cũng là một cái vấn đề khó khăn cho bà con nông dân. Cái thứ ba nữa là vấn đề liên kết sản xuất để làm sao để tạo ra những cái, ngoài cái việc mà dùng những cái giống tầm lưỡng hệ hiện nay thì cũng là một cái ưu thế. Tuy nhiên thì bà con chúng ta cũng còn gặp phải khó khăn trong vấn đề liên kết sản xuất bởi vì cái giá nó cũng chưa được ổn định. Hiện nay vừa năm, đặc biệt là năm nay khi vướng về vấn đề dịch bệnh Covid thì cái việc mà xuất đi cũng rất là khó khăn. Vì vậy mà cái giá nó cũng thấp nên là bà con chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Cái ngoài ra thì thực ra thì các cái áp dụng cái khoa học công nghệ vấn đề trồng dâu nuôi tầm cũng chưa được thực hiện một cách triệt để, bởi vì hầu như là những cái khâu thao tác là sử dụng chính là nguồn lao động bằng tay, nên là cái áp dụng máy móc nó cũng rất là hạn chế. Thứ nữa là cái nguồn nhân lực hầu như là cũng chưa được trẻ hóa, thì đây cũng là một những cái khó khăn mà trong thời gian vừa qua. Nhưng đặc biệt chúng tôi đánh giá rằng là hiện nay thì cái khâu liên kết sản xuất chuỗi cũng như làm sao quy hoạch những cái vùng trồng dâu nuôi tầm để mà mang lại cái hiệu quả xuất khẩu thì cũng phải dần dần cũng sẽ được cải thiện. Nhưng mà tuy nhiên thì ở thời điểm này thì cũng mang tính chất là cái xuất thì cũng chưa được làm tốt lắm, đặc biệt là công tác giống vẫn là một cái khó khăn lớn nhất hiện nay. Thực ra thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái định hướng về trồng dâu nuôi tầm thì cũng là một trong những cái ưu tiên trong cái vừa qua trong cái luật chăn nuôi cũng ban hành, cũng như thì cũng đã có những cái liên quan đến vẫn một số các cái vật nuôi bản địa, cũng như là liên quan đến cái chiến lược chăn nuôi thì cũng ưu tiên một số những cái ngành nghề mang tính chất truyền thống, trong đó có trồng dâu nuôi tầm thì cũng là đã được định hướng để mà phù hợp với cái xu thế truyền thống của nước ta hiện nay. Một số các tỉnh Tây Nguyên, một số các tỉnh phía Bắc thì bà con vẫn là duy trì cái nghề trồng dâu nuôi tầm và mang lại cái giá trị kinh tế khi mà đảm bảo cái điều kiện của các nước nhập khẩu thì vẫn xuất được ở các nước nhập khẩu, ví dụ như là xuất đi Nhật Bản, đi Thái Lan, đi Hàn Quốc, rồi đi các nước như là các tiểu vương quốc Ả Rập, thì chúng tôi vẫn nghĩ là nó là một cái thị trường mà cũng mang tới rất là nhiều tiềm năng. Từ Trung Quốc nữa rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đánh giá rằng vì cái việc mà cũng ưu tiên một số những cái định hướng như vậy mà thời gian vừa qua thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng đã trình bộ để xây dựng cái dự án khuyến nông trung ương về phát triển nuôi tầm theo hướng xuất khẩu triển khai trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian năm 2021-2023. Và chúng tôi hy vọng là với cái việc mà áp dụng những cái tiến bộ kỹ thuật mới về công tác giống, công tác canh tác, rồi các quy trình công nghệ mới áp dụng đồng bộ thì cái mô hình triển khai trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên mà do Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng chủ trì sẽ mang lại cái nhiều cái hiệu quả cho bà con nông dân, đảm bảo được cái chuỗi phát triển trồng dâu nuôi tầm một cách bền vững nhất ở các tỉnh Tây Nguyên cũng như các tỉnh ở phía Bắc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.